Đái tháo đường được xem là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng gây ra bệnh đột quỵ. Tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ có bệnh nền đái tháo đường chiếm khoảng từ 20 cho đến 25%. Việc tăng đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường sẽ làm tổn thương mạch máu và đẩy nhanh quá trình xơ vỡ động mạch, tăng tích tụ các mảng xơ vỡ trong lòng mạch, gây tắc nghẽn, từ đó có thể gây đột quỵ. Những người mắc đái tháo đường thường kèm theo bệnh cao huyết áp, mà huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ, nên quá trình xơ vỡ động mạch diễn ra nhanh hơn, làm mạch máu bị tắc nghẽn, đột quỵ sẽ dễ xảy ra. Nhiều bệnh nhân không biết mình bị đái tháo đường, chỉ tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe tổng quát hay xét nghiệm máu. Hiện nay có nhiều phương pháp phát hiện đột quỵ sớm bằng đánh giá các yếu tố nguy cơ. Trước đây do chưa có đủ điều kiện nên chưa tiến hành được, như xét nghiệm về gen. Nếu trong gia đình đã có người thân bị đột quỵ thì có thể xét nghiệm gen các thành viên trong gia đình sàng lọc sớm, để giúp phòng đột quỵ ở người đái tháo đường cũng như những người có bệnh lý nền. Người dân cần kiểm soát đường huyết và kiểm tra sức khỏe định kỳ 2-3 lần mỗi năm. Đối với người có thể trạng bình thường nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Bên cạnh đó, cần tránh hút thuốc lá, rượu bia, tập thể dục đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Tập luyện thể dục thể thao là một thói quen rất tốt cho sức khỏe. Việc tập thể dục sẽ có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ hô hấp và nâng cao tuổi thọ. Tuy nhiên, người tập thể dục cũng cần phải hết sức chú ý, đặc biệt là việc lựa chọn nơi tập, bài tập gì, môn thể thao nào, làm sao cho phù hợp với cơ thể, nhất là người có các bệnh lý nền mãn tính. Nhiều người có thói quen sau khi tập thể dục thường sẽ tắm ngay. Việc làm này sẽ làm cho tình trạng co mạch tuần hoàn ngoại vi tăng lên, làm cho lưu lượng tuần hoàn trung tâm tăng lên, gây co mạch, tăng huyết áp, dễ dẫn đến đột tử. Nguyên nhân đột tử thông thường liên quan đến các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, hoạt động tim tăng lên, não tăng lên, nhưng oxy bị thiếu nên dẫn đến đột tử, hoặc thiếu oxy ở các tổ chức khác cũng gây nên tình trạng nguy hiểm cho sức khỏe. Vào những ngày lạnh, một số người tận dụng mọi không gian, thậm chí cả hầm đi bộ, cầu thang thoát hiểm để tập thể dục đi bộ là tuyệt đối không nên, nhất là người lớn tuổi có bệnh lý mãn tính. Bởi những nơi này thiết kế không phải để làm nơi tập thể dục, tại đây môi trường yếm khí, không phù hợp để tập luyện và không tốt cho sức khỏe. Nếu chẳng may đột quỵ xảy ra thì khả năng cứu sống là rất thấp nếu không được ai đó phát hiện sau vài giờ. Chọn thang bộ làm nơi tập thì đó phải là nơi thoáng khí, có người qua lại hay có camera giám sát. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, loãng xương, việc đi thang bộ sẽ tạo ra áp lực rất lớn đến hệ tim mạch, hệ cơ xương khớp, đặc biệt là khớp gối, cổ chân, khớp háng và lưng. Vì thế, khi có dấu hiệu mệt hay đau nhức các khớp xương, cần ngưng tập ngay, nếu cố gắng có thể xảy ra đột quỵ khi tim mạch vượt ngoài khả năng chịu đựng. Để phòng chống đột tử khi tập thể dục, việc đầu tiên là phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu mắc các bệnh lý tim mạch, hô hấp, huyết áp thì phải lựa chọn môn thể thao có cường độ vận động phù hợp với cơ thể. Trong quá trình tập, cần theo dõi các dấu hiệu bệnh lý như có khó thở, tức ngực, choáng ngất, hoa mắt chóng mặt thì phải dừng lại và đi kiểm tra sớm. Mùa đông không nên tập thể dục thể thao quá sớm. Không nên tập vào lúc quá muộn vào buổi tối. Sau khi tập luyện, cần nghỉ ngơi thả lỏng 30-40 phút trước khi tắm rửa. Khi tắm phải tắm nước ấm, không được tắm nước lạnh, dễ gây tăng huyết áp, dẫn đến đột tử. Thông thường sau khi tập thể dục, trương lực động mạch giãn, mạch ngoại vi co lại nên làm tăng tuần hoàn trung tâm như não, tim, cơ quan nội tạng. Nếu cơ thể có bệnh tiềm tàng về tim mạch, huyết áp thì rất nguy hiểm.